Mùa hoa tìm lại tập cuối hé lộ những tình tiết hấp dẫn tới phút cuối cùng, và cũng khó đoán tới phút cuối cùng của bộ phim này. Đến tận khi preview được tung ra, khán giả vẫn không thể đoán được liệu cuối cùng, Đồng và Lệ có về bên nhau hay không. Ở tập cuối, sau khi chứng kiến những hoài nghi của bé Ngân, thái độ sợ hãi bố có vợ mới thì mình sẽ ra gì ạ? Lệ cuối cùng cũng dọn khỏi nhà Đồng. Cô không muốn bé Ngân sống trong hoang mang, lo sợ hay ám ảnh vì mình. Trong cuộc nói chuyện của bé Ngân và bố, Đồng đã động viên con gái và nói rằng dù có cưới Lệ hay không, thì trong lòng Đồng, bé Ngân vẫn là số 1. Khi Ngân hỏi cô Lệ là số mấy, thì Đồng đáp rằng không thể đem ra so sánh được, nhưng sau cùng, anh vẫn khẳng định rằng con gái mình là nhất. Ngoài ra, Đồng vẫn cố gắng nói để cho Ngân hiểu rằng Lệ đã yêu và tôn trọng cô bé đến mức nào. Vì Ngân mà Lệ đã dọn ra ngoài ở vì sợ cô bé sẽ buồn. Ở một diễn biến khác, bố Đồng cũng có cuộc trò chuyện với Lệ. Ông thẳng thắn nói rằng đám cưới của Lệ và Đồng một là hoãn lại, hai là hủy bỏ luôn. Bố Đồng tuyên bố rằng ông làm tất cả những chuyện này không phải vì bản thân ông, mà là bởi vì cháu nội. Bé Ngân trước giờ chỉ quen sống cuộc sống có hai bố con và mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp. Ông không muốn cháu gái mình phải trải qua cả tuổi thơ sống trong lo sợ, hoang mang vì cảnh mẹ ghẻ con chồng, vì sợ rằng bố nó sẽ yêu người phụ nữ khác hơn nó, vì lo rằng khi bố có em bé mới sẽ bỏ rơi nó. Nghe những lời của bố Đồng, Lệ chỉ lặng lẽ khóc nghẹn. Còn khán giả thì lo lắng phải chăng câu hát hẹn kiếp sau ta cùng chung đôi trong nhạc phim lại là dành cho cặp đôi Lệ Đồng. Tuy nhiên, khi chỉ còn một tập nữa, bộ phim Mùa hoa tìm lại sẽ chính thức khép lại. Mới đây, Facebook của diễn viên Nhí Phụng Nghi thủ vai bé Ngân đã chia sẻ một hình ảnh được cho chính là hậu trường đám cưới của Lệ Đồng trong phim. Cách đây ít lâu, diễn viên Thanh Hương cũng từng đăng ảnh mặc váy cưới lên trang cá nhân và nói rằng mình cũng muốn được làm cô dâu. Lật lại hình ảnh này, fan hy vọng đây sẽ chính là đoạn kết hạnh phúc của Lệ trong phim. Sau tất cả, bé Ngân sẽ nhận ra Lệ thực sự chân thành, luôn yêu thương mình. Dù yêu Đồng, nhưng vì Ngân, Lệ vẫn dọn ra ngoài sống vì tôn trọng tâm tư, tình cảm của cô bé. Chỉ cần bé Ngân đồng ý thì ông nội của bé, bố của Đồng cũng chẳng còn lý do gì mà phản đối chuyện cưới xin của con. Mời các bạn đón xem Mùa hoa tìm lại tập cuối sẽ lên sóng tối nay 27 tháng 7 trên kênh VTV3.